Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Một con game mà chủ đề nó sẽ rất là quen thuộc với anh em. Nếu anh em có đọc truyện hay xem phim nhiều thì chắc sẽ biết về con game này. Nó có tên là Fairy Tail Ring Gun, Fairy Tail Hầm Ngục. Fairy Tail này cái tên tiếng Việt của chúng ta là Hỏi Pháp Sư hay là Hỏi Pháp Thực gì đó. Thường mấy con game mà làm theo cái chủ đề anime, manga chất lượng nó không có tốt mấy đâu. Một số ít con game làm được cái điều đó như Dragon Ball hay là Kimetsu Yaiba hay là cái gì đó chẳng hạn, tôi không nhớ nữa. Tôi rất ít chơi mấy dòng game đó, tại vì đa số trong đó đó game này nó sẽ hướng đến sự đơn giản, chiều fan là chính, chứ nó không có tập trung vào cái phần game này là chủ yếu đâu. Một số con game thì nó thay đổi thể loại hoàn toàn luôn, như đối kháng đồ chẳng hạn, cho hai nhân vật đánh nhau trực diện luôn. Còn con game này thì nó sẽ cho chúng ta nhập vai vào một số cái nhân vật rất là quen thuộc trong chuyện. Cái bộ kỹ năng chiêu thức đầu tôi cũng thấy khá tương đồng nữa, như cái chiêu nãy có cái tên là sát long gì đó tôi cũng không nhớ, hỏa quyền hay gì đó, hỏa long quyền hay là hỏa long chảo gì đó, rất là quen thuộc luôn. Thì trong game này chúng ta nhập vai vào một số nhân vật nè. Lucy của chúng ta nè, Lucy thì chắc là chịu hồi sư rồi. Còn thanh niên một băng một hỏa với mà hai thanh niên chơi phép với em Yiga nữa, Elga gì đó, thì chuyên gia sát thương vật lý, em hệ phong nữa. Game này á thì nó lại được đánh giá khá là tốt chứ không phải là một con game đơn giản đâu, giá nó cũng tương đối rẻ nha. Đợt ra mắt thì nó giảm 20% còn có 150.000 à. Cái chủ đề chính của nó vẫn xoay quanh là Roguelike, tin bay với mà giết vui nữa. Giết vui, giết vui ở đây gọi là cái xây dựng một cái bộ thẻ bài, nhưng thực tế á, nó là hệ thống kỹ năng chiêu thức đầu chẳng hạn. Nhìn như thế này thì nó tương đối giống thẻ bài thôi, người ta dò gọi là giết vui, nhưng mà cái phần chính nó vẫn là năng chiêu thức nhiều, nó thuộc chủ đề hầm ngục mà đinh gần mà, nên chúng ta sẽ phiêu du trong cái đinh gần này là chính. Roguelike thì phải chơi đi chơi lại khá nhiều lần á, ăn hành ban đầu cho làm quen game đã, rồi sau đó là tới giết vui, tung bay, đánh nhau theo lượt. Game này có vẻ là xây cái thằng ở trần rồi nè, thanh niên tên gì tôi quên mất rồi. Phải ghi theo thì tôi đã đọc cách đây là mấy năm trời rồi, bây giờ thì không có đọc nữa, cũng không biết nó kết thúc chưa. Nên trong lúc chơi á, một số nhân vật thì tôi cũng quên tên hết luôn. Trong lúc chơi thì chúng ta phải tra cứu lại từ từ thôi, nhớ được đến đâu thì nhớ đến đó. Trời ơi, thiết kế game bây giờ mà mấy anh dev anh còn để mà 30 fps cho một con game đồ họa pixel nữa. Thậm chí mà anh em lên cần mấy cái máy mà console nó yếu yếu đó, dạng như là mấy cái máy nhỏ nhỏ cầm tay á, thì nó vẫn gánh dư sức gánh cái chủ đề pixel rồi luôn, nhưng mà mấy anh dev vẫn cẩn thận làm 30 fps nè. Nhạc này có vẻ hơi to không đó, nhạc thì nó cũng không chất lượng đâu, tôi thấy nó cũng tương đối bình thường, option cũng tương đối đơn giản luôn. Rồi chúng ta vô game lock 3 ha, game sẽ tự động xếp khi bạn chơi. Rồi ok, đơn giản, nguyên tác bởi là Higo Mashima, tên này là đúng đúng không, tác giả nè, ổng có rất nhiều bộ truyện luôn. Kodansha này là không những cái nhà phát hành game đâu, chắc là họ mới nhúng tay vô cái mảng game gần đây thôi. Ban đầu á, Kodansha này là một trong những cái nhà xuất bản sách lớn nhất bên Nhật Bản luôn. Thì in ấn với xuất bản sách mà mấy tạp chí như Shonen Jump đầu thì cũng mà liên quan đến học luôn đó. Chúng ta có con mèo đang đi trong cái hang động gì, hỏi vụ game đó hả? Cái cổng mở ra, con mèo cầm cái lồng đèn chạy vô. Cái này kể về một cái chiến phiêu lưu, những cái trận chiến mà được từng rất nổi tiếng, được biết đến qua cái công hội là Fairy Tail. Rồi, mình bất ngờ vừa tìm thấy một cái cổng bí ẩn xuất hiện bên dưới cái công hội của mình. Gildas đã đi đâu rồi? Ông Gildas này á là đây, để tôi mà tra Google cho nên luôn. Ông này là ông từng là dạy võ cho thằng Men. Ông là một trong những pháp sư cấp S, một trong những con át chủ bài của cái công hội phải ghi theo rồi luôn. Ông này giống giống mà xương tóc đỏ bên mà Luffy á, bên mà One Piece á. Đây, ông này lúc trước tôi đọc là đến vừa đến đợt ông xuất hiện thì tôi nghĩ là ông đi làm cái nhiệm vụ 100 năm vậy đó. Xong rồi tới đó luôn. Ông này là một trong những là cái người mạnh nhất của cái công hội rồi luôn đó. Nên ổng mà mất tích thì tôi nghĩ cái đinh gần này nó cũng hơi bị kinh đó nha. Thì mỗi cái nhân vật trong file ghi theo, mấy nhân vật chính đó, thường có một con mèo đi theo, là con Happy nè. Happy này thì nhìn cái mặt nó đúng kiểu mà ngu ngơ trong hạnh phúc luôn á. Cái công hội thì để tới chích neo cái. Những cái công hội khác thì cũng đang báo cáo cái vấn đề có người mất tích trong đây luôn. Yudat thì tôi tin rằng anh ấy có thể tự lo cho chính mình, nhưng mà cái vấn đề này thì chắc cũng là tương đối kỳ lạ, tự nhiên xuất hiện nguyên cái cổng mà thiết kế đẹp như thế này dưới công hội của mình, rồi cái ông mà mạnh gần như nhất nhì của bang hội của mình nữa thì lại mất tích nữa, nên nghi là cũng phải rồi. Giống như thế này này, cái gì đó, cái gì đó
nó đang kéo chúng ta vào. Ủa, nó đẩy ra mà. À không, nó đẩy con mèo hồi nãy ra đó, con mèo đầu game cầm cái lồng đèn chạy chạy á. Âu, 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 âu. Còn gì đây? Vulcan hả? Rồi, tiếp tục chúng ta lại đi rút gọn phát nữa. Vulcan là những con quái vật hung dữ sống trong các khu vực khác nhau trên bề trái đất, dựa trong cái bối cảnh fantasy nè. Dị dạng nó như là con quái quen thuộc trong đó đi. Nó có ngoại hình tương đối giống người với một cái sừng lớn trên đầu. Sao con Vulcan này lại xuất hiện ở đây? Hỏa long. Có chuyện gì đó, pháp thuật của tôi. Rồi kiểu này là xuống cái đinh gần này thì không được xài mấy cái phép bá đạo nữa này. Bây giờ chuyển qua đánh vật lý quá. Đây rồi, con mèo này đã cứu chúng ta rồi. Ủng, chúng tôi nợ cậu một lời cảm ơn. Ủng, ủng, ủng. Mèo nuốt mất lưỡi cậu rồi à. Hai con mèo nói chuyện với nhau mà nó lại dùng cái câu này nữa. Thường cái câu này á là châm biếm mấy thanh niên mà dạng như ít nói rồi hỏi không trả lời đó. Mà hai con mèo thì nó lại khác nha. Mèo nuốt mất lưỡi cậu rồi à nó chứ. Ủng, ủng, ủng. Hai người là Natsu và Happy phải không? Sao cậu biết được điều đó? Cậu đã gặp người khác à? Tôi tên là Labi Loli hả? Tôi đang tìm kiếm một người đã mất tích trong cái này. Các bạn có thể nhìn thấy anh ấy không? Phép thuật đó, à, anh ấy là có một cái tay bằng máy luôn, đã cứu tôi thoát khỏi những con quái vật này. Cánh tay bằng máy hình như là cái ông Gildas là cũng có cái tay bằng máy á. Tôi nhớ nè nè nè, tôi nhớ mang máng là gì không dừng đúng rồi đó. Thì cũng là dạng một tay giống xương tóc đỏ, thì xương tóc đỏ bên mà đây nè, xương tóc đỏ bên kia thì cũng một tay, thanh niên này bên đây cũng một tay nữa mà được cái tay máy chiến binh mùa đông. Anh ấy bảo thì tôi đến là trả nợ phải ghi theo thôi. Sau đó tìm một cái người có tới mái tóc màu hồng, màu này mà màu hồng á, nó hơi màu nâu đất nha, có tên là Natsu, và con mèo màu xanh có tên là Happy. Đây, đó hẳn là Gildas rồi. Rồi, đi tìm cái ông đó thôi, mình mục tiêu là mình cũng tìm cái ông đó mà. Chúng ta chính xác là đang ở đâu vậy? Đây là một cái mê cung được xây dựng ở cái vùng đất ma thuật. Nó sẽ cướp lấy những cái năng lượng phép thuật của chúng ta đúng không? Ủa sao cái... Trời ơi, tôi xóa mất cái auto hockey rồi. Với cái lồng đèn này ở đây á, nếu cái lồng đèn này mà nó tắt đi ánh lửa thì rất nhiều chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra đến chúng ta luôn. Dạng có thể là quái vật tập kích hay là cái mà biến động hỗn loạn pháp thuật gì đó chẳng hạn. Có cái đèn này chắc đem lại phép thuật đó. Chúng ta trước mắt thì phải lấy lại sức mạnh đó. Có ý tưởng nào không? Rồi bây giờ thì chưa có cái nào cả. Đi tìm đi. Bây giờ làm sao mà đấm lại bọn quái vật nếu như không có mana, không có phép thuật được. Rồi yên như thế này à. Ai đây, gái này, gái nè. Bình tĩnh đi, Kana. Cô làm gì ở đây? Chúng ta lại tiếp tục rút đồ nhân vật nữa. Kana là một thành viên của hội phải ghi theo, là một pháp sư rất có tiềm năng trở thành pháp sư cấp S luôn. Cấp S là ngang với ông mà Gildas nãy đó. À, tôi nhớ nhân vật này rồi, con bé này là nó trong quán rượu nhậu khủng khiếp nhậu luôn á, có cái hình xăm ở bên hông á, gọi là con sâu rượu á, là con của cái ông Gildas luôn á. Em này thì có cái bộ kêu liên quan đến cái mấy cái thẻ bài, vừa có chức năng làm triệu hồi rồi lại vừa có mà nói chung là đa năng lắm. Những cái kêu thẻ bài của em nó thì lúc trước tôi đọc trong cái đợt thi đấu công hội gì đó. Cũng đang tìm Gildas đúng không? Tôi đã nghe về chuyện mà hai cậu đi mất đi cái phép thuật gì đó. Cô thì không à, những cái thẻ bài phép thuật của tôi thì nó hoạt động ổn ở đây luôn. Ngon, đúng rồi ngon, dính tay em đi em ơi. Cái bộ bài của em này thì giống như cái kiêu mà trong của thằng Tây Quýt Phép vậy đó. Tây Quýt Phép thời đầu đúng nha, chứ không phải Tây Quýt Phép bây giờ. Vừa có khả năng di chuyển và dịch chuyển do thám rồi sờ tuôn rồi tấn công gì đam rất nhiều. Nói chung cái bộ thẻ bài của em này cực kỳ ngon luôn. Ồ, em này bây giờ những cái thẻ bài của em nó không thể sử dụng, không chỉ là em nó dùng được ở đây thôi, mà còn có thể tạo một cái mới cho mình nữa. Giờ hiểu sao con game này có dích bui rồi. Hóa ra mấy cái skill của mình là dựa vào mấy cái thẻ bài của em này. Rồi, em này sẽ tạo một vài cái thẻ bài chiến đấu cơ bản cho mình, nó sẽ giúp mình trong cái trận chiến này luôn. Cơ bản thì có đủ tốt hay không? Có còn hơn không, đòi hỏi cái gì? Hả? Ủa sao lại cái lồng đèn?
thật là tuyệt vời. Đây mình được mỗi hai cái thẻ vậy đó hả? Tạo nhiều nhiều đến ném. Mình được cái trang bị mới gì nào? Nó sẽ thêm cái kỹ năng Icon Fin vào cái bộ thẻ bài của mình. Cái này là có nguyên cái bộ chiêu thức của nó luôn. Đây, tôi đã tra rồi nè. Đó, thằng Natsu nè. Anh em nhìn cái bộ kill nó dài khủng khiếp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chục kill, 20 kill, 30 kill, 40 kill gì chắc cũng có luôn á. Mà ở đây còn dưới một đống cái đó là cái kỹ năng mạnh mẽ, gọi là gần như kỹ năng bị động của nó nữa. Đúng là nhân vật chính có khác. Rồi, cái kill này có tên là Phaidragon Eigenfin, là thiết quyền, hỏa long thiết quyền. Cái này thì tôi dịch mang máng được, hỏa long là thiết là quyền nè. Còn cái này hỏa long chảo hay là hỏa long gì ta? Hỏa long chảo hay là Cloud này hỏa long cào gì đó thì chắc hỏa long chảo thôi. Rồi, ok, chúng ta có hai kill đầu game. Hỏa long thiết quyền và hỏa long chảo. Nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều đó. Rồi bây giờ chắc đi đấm nhau được chứ gì? Game này có vô tay mình không ta? Đó, con mèo này nó đưa cho mình thêm cái quyển sách này nữa. Nó là cái quyển sách về di sản trí nhớ gì đó hả? Sách tưởng niệm hay là sách thấu niệm gì đó. Đây là cái vật phẩm phép thuật giúp bạn là hồi phục lại máu và mana luôn, sức mạnh đó. Rồi nó hoạt động thế nào? Hả? Đương nhiên chơi tôi rồi chứ không chơi cho không biết. Game mới vô nhét cái đống thông tin vô đầu người chơi rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu giải thích về cái tình hình của cái mê cung như thế này. Nó giải thích là ở đây tôi nhìn sơ sơ là có cái tinh thể nè, có con quái tím và con quái đỏ. Con đỏ có chấm than hả? À không, con tím cũng có chấm than nữa. Ủa đâu, cái chấm than là một cái ô, con đỏ với con tím chấm than chỉ là có khoảng 5 cái trên bản đồ rồi đó. Nè, có một vài cái quái vật ở bên đây nè, nó sẽ gãy gái ở xung quanh chỗ này rồi tấn công chúng ta luôn. Mỗi tầng á, thì sẽ có một cái con quái vật là thủ vệ, nó giống như là boss gì đó. Cái lồng đèn ở đây nó có số 4 nào. Mấy cái con thủ vệ đó thì sẽ không tấn công chúng ta cho đến khi cái lồng đèn này nó tắt, là hết số 4 này. Rồi cố gắng duy trì nó càng nhiều càng tốt. Rồi khi nó bị không thì boss nó sẽ đi đến đến chỗ chúng ta để đấm chúng ta thôi. Không đủ mạnh thì ăn hành. Đây là mình sẽ chọn phòng để di chuyển. Chúng ta cần phải lấy cái là Lagima ở đây. Lagima là cái tinh thể này à. Mình thì không thể quay về cái ô đã đi lần nữa. Quay về thì gặp boss luôn. Ôi ôi. Rồi, cái mà campfire cái lửa trại thì nơi chúng ta nghỉ ngơi hồi phục máu mana và hoặc có thể là loại bỏ một cái thẻ bài. Rồi. Nashima. Cái này tôi nghĩ là một cái dạng tiền tệ trong game luôn rồi đó. Nó sử dụng giống như là vàng đi, gọi là cái tinh thể kho báu, nơi mà mình có đề được những cái thẻ bài mới ở đây. Hóa ra cái thẻ bài là không cần gặp con bé kia hả? Nó phân phối đều trong game luôn. Cái này sự kiện. Nó không ghi sự kiện này là cái gì, chính xác là gì nha, nó chỉ ghi là sự kiện thôi. Còn cái này là con quái, vì con này là con quái to à. Vẫn chưa phải là con boss đâu. Quái nhỏ thì sẽ tăng cho mình máu tối đa một vài cái item nhỏ nhỏ và tinh thể. Còn quái lớn thì nó cũng tăng vậy luôn nhưng mà nó có thêm những cái thẻ bài nữa. Cái này thương nhân chắc dùng mấy cái tinh thể đó cho đổi rồi. Rồi ok, đã hiểu. Mấy tinh thể này thì nó sẽ cho mình cái sức mạnh phép thuật đúng không? Rồi, cũng có thể nhận được một skill lớn luôn, mình có 30 cái tinh thể nè. Để sử dụng cái tinh thể để học những kỹ năng mới nào. Hả? Nhân C. Chưa có dùng kỹ năng lần nào thì sao biết kỹ năng nó là cái gì mà lại học kỹ năng mới nữa. Rồi rồi, một đống thẻ bài luôn. Đấm đấm đấm, đấm đơn, đấm đôi. Đấm lửa, đá lửa. Rửa tay. Còn này là cái gì ta? Đây là những cái thẻ bài của mình thì sẽ nằm bên trái, cái skill thì nằm bên phải luôn. Bây giờ hãy thử mở cái khóa cái skill ở trên này. Tôi biết cái skill này là gì đâu mà bắt mở rồi. Thôi, bây giờ chúng ta đã có skill mới, đó là góc đòn tấn công boost. Khi hoàn thành một cái lần lock công đao thì nó sẽ cộng 3 điểm tấn công trong vòng 3 turn. Lock này là dạng bật giáp lên là đỡ đòn pha ghi hay là gắn điều kiện gì đó không ta? Wow, tôi cảm thấy mạnh hơn một chút rồi. Nhớ lại thì mấy con anime manga này á thì đa số là nhân vật chính đều mất đi sức mạnh hết, tại vì anh em mà nép cái sức mạnh nhân vật nó như trở về cái tuổi thơ đó thì không được đâu.
đi cài từ đầu nó không được đó, nên thường là cho một cái biến cố nào đó để mà lock sức mạnh lại rồi sau đó mở khóa ra từ từ. Lúc trước tôi chơi con Wendy gần đây đó, thì nó cũng vậy luôn, nhân vật cực kỳ bá đạo mới vô đánh cái chịu đam đâu, được cái bài cảnh cái sau đó nó đép xuống còn có vài chục vài trăm, chúng ta phải đi cài lại từ đầu để mở khóa cái sức mạnh nó ra dần dần. Thay vì chúng ta đi từ một nhân vật yếu đuối đi lên thì chúng ta trên đường lấy lại cái sức mạnh vốn có của mình, tại vì nguyên tác thì nhân vật này nó quá mạnh này. Phải ghi theo này có một cái nữa gọi là sức mạnh tình bạn, nhưng mà sẽ tham kiếp á, mỗi lần yếu yếu một tí thì lại sẽ tham kiếp vào một khoảng thời gian là trở nên bá đạo nhiều luôn. Thôi chúng ta đi thôi, đấm nó. Goblin hả? Goblin tạo hình cũng đẹp quá ha, nhìn cái lưng nó mà sần sùi giống như con tắc kè hay khạch trùng vậy đó. Rồi để tôi giải thích cái màn hình này, con này nó phá bỡ bức tường thứ tư rồi, nó nhìn thấy màn hình luôn. Đây là máu rồi, ok hiểu, đây là cái điểm MP là dạng như là mana phone, thì trong mấy con game tin bay như thế này gọi nó là action phone đi, là mỗi cái điểm thì mình tiêu tốn năng lượng như cái lá bài này tốn một hai điểm thôi, thì mỗi tuần nó sẽ review lên cái này, có bốn lời cạc cái nằm xung quanh. Cái này thiết kế do tay cầm này nha, anh em nào có tay cầm chơi con game này tôi nghĩ hợp hơn là chơi kiếm chuột á. Rồi, rồi rồi mấy cái này mấy cái cơ bản thì nó tốn bao nhiêu điểm như này thì tương ứng với action phone như này thôi. Đúp hả? À đúp AD rồi theo bốn hướng cũng được, xong hết thì nhấn nghe đấm thường ba cái, đấm thường liên tục hả. Bây giờ hãy nhìn xem con quái vật nó đang định làm cái gì, bạn có thể mở cái cửa sổ chi tiết lên để xem mà cái con quái vật nó nhấn nút G, rồi nhấn nút G nó thì chuẩn bị tấn công rồi, ok hiểu. Bây giờ nhắn nó dạy mình phòng thủ á, mình sẽ mất rất nhiều máu luôn với cái chỉ số đỏ này, tức là nó đánh mình 10 đam á. Bây giờ hãy sử dụng một vài lá bài phòng thủ để chặn cái đòn tấn công đó. À cái này nãy không phải là cào cuốc gì mà hóa ra là cái defense 7 điểm phòng thủ, có cái hình cái khiên phòng thủ nè. Rồi phòng thủ mình đấm nó lại hai cái nữa. Bụp bụp. Ủa? 3 2 5 á. Cái kỹ năng của mình đã kích hoạt luôn, bây giờ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hồi nãy á, lúc mà nó cho mình cái kỹ năng đầu tiên trong cái áo tròn á, ủa mình mở phá cái đầu tiên cái kiểu trên á, anh em nhớ là nó khi lock down nó sẽ tăng được 3 đòn tấn công trong vòng 3 đun thì phải đó, thì bây giờ cái lá này nãy 3 đam bây giờ nó lên 6 đam nè, cái này 7 nó lên 10 nè. Cái cửa sổ chi tiết nó hiển thị cả cho mình lẫn mà quái vật luôn đó, bây giờ mình đã được tăng 3 đam trong vòng 3 đun rồi, ok hiểu rồi. Mấy này đơn giản à, chắc là giải thích cho mấy anh em mà thường ít chơi game á nhưng mà lại thích play detail. Giữ cái lá cạc đó thì sẽ giải thích chi tiết ra. À giữ cái nút đúp luôn thì nó sẽ hiện ra thông tin, cái lá này là cái lá bài hỗ trợ, nó sẽ tăng cái sức tấn công và phòng thủ của những cái lá thẻ bài trên tay của mình thêm 4 điểm. Rồi cái lá này tốt nhất lên dùng ban đầu đương nhiên rồi, nó cộng 4 điểm mà. Rồi ok chọn cái lá này, bây giờ cái lá này nó lên 16 điểm luôn, con quái 46 hả vẫn có chết nó đâu. Đến nó có 30 đam mà. Bây giờ cuối cùng kết thúc nó bằng một cái chuỗi Magic Chain gọi là đòn combo đi. Combo thì sẽ thực hiện với một số cái lá cạc đích thực luôn, đây nào. Cái này là Thiết Long Hỏa Quyên. Còn cái này là Thiết Long Chảo. Xong rồi đấm tay cái nữa. Ồ, nhìn cũng được quá ha. Ok. Rồi bây giờ chắc chọn phần thưởng hả? Đầu game thì chắc lấy máu tối đa là có vẻ ngon á. À không, mình nhận được cả ba cái luôn, khỏi phân dân. Rồi trang bị của mình thì nó sẽ nằm trong ba lô, muốn xài lúc nào cũng được. Bây giờ mèo thì ăn cá thì hồi 10% máu. Mất có 8 máu rồi đi hồi tới 11 máu. Rồi bây giờ đi lấy kho báu thôi. Toàn bộ nó đều là những cái gạt phép thuật hết, mình chỉ chọn một trong số cái kho báu này nên cẩn thận tí. Chọn nào ta? Rồi lựa chọn cẩn thận đã. Cái này khóa Long Thiết Quyền mà mình có rồi. Cái này
hỏa long chảo cũng có gòi luôn, hỏa long hống. Goa này là sư tử hống á, thì bên này chắc là hỏa long hống để được gòi đúng không? Đúng rồi đúng rồi, hỏa long hống. À, cái này là tấn công tất cả các quân địch luôn. Nhưng mà có 5 đam à. Không biết nó có combo được cái gì không. Tôi thấy hỏa long mà chảo này thì nó gây 10 đam, nhưng mà nó tốn 2 điểm, còn này 9 đam mà. Nhưng mà nó lại khiến cho mục tiêu giảm 3 đam trong vòng 2 turn. Mấy cái này kẹt thì sẽ có rất nhiều loại khác nhau. Nó là cái icon gốc này nè, Tiber nè, tấn công phòng thủ với hỗ trợ. Còn nào cái có cái tam giác ở dưới nữa thì nó sẽ tấn công tất cả mục tiêu trên bản đồ. Rồi mình có thể kiểm tra những cái thẻ bài của mình trong này, 80 điểm mới mở được cái nữa hay ta. Mấy cái này 30 điểm, này 20 điểm. Rồi lồng đèn bây giờ còn có 1 điểm nữa thôi. Đũa, lấy cái đó rồi không được sử dụng hả? Nó đến rồi đó, boss đó, boss không đâu kìa. Chối đỏ. Đây là con sói đã ăn thịt được cô bé hoàng khăn đỏ nên nó trở thành con sói đỏ. 90 máu. Đây chắc là hữu hộ giả của cái tầng này. Chúng ta sẽ đấm được nó thôi, yên tâm đi. Anh em cứ yên tâm cho tôi, con này giống cây chuối quá vậy. Ủa giống cái cây gì đó. Cà pháo hả? Ừ nó na ná cà pháo. Bây giờ hãy thử thay đổi mục tiêu đã. Rồi mình sẽ đọc con này trước. Nó 9 máu, 333 là vừa đủ 9 luôn. Tam bội quyền đấm thường liên tục hả. Rồi cái con này nó chuẩn bị chơi cái chiêu thức đặc biệt gì đó, bây giờ phải xem cái cách nào để mình có thể mà ngăn chặn được cái chiêu thức nó. Sẵn sàng đòn tấn công đặc biệt, cho tôn cũng vô hiệu luôn, tôn vô hiệu xong đỡ. Bên này thì à bên này nó đang một tôn nữa, nó có đồng hồ với số 1 là giống một tôn nữa đó. Nó sẽ tấn công cái đòn nó được liên tục vào mặt mình. Nếu mình có cái lá bài mà hỏa long chảo trên tay á, thì mình có cái thể kết hợp với cái hỏa long thiết quyền là thành cái combo á. Không có thì sao? Đừng lo, chúng ta sẽ hy sinh một số máu để mà rút thẻ bài lần nữa. À đây nè, quy này gắt gao nè, gì gao nè. Trong mấy con game mà thẻ bài hay là tên bay tôi thường chơi á, thì cái gì gao này nó có giới hạn một hai lần thôi. Con game này thì tôi thấy nó ghi như thế này, tôi nghĩ là không có giới hạn đâu, nhưng mà mình phải hy sinh máu của mình, chọn một cái lá bài rồi sau đó mới gì gao hả. Rồi hôm nay đúng là ngày may mắn chúng ta rút được cái lá hỏa long chảo. May mắn cái khỉ gì, do ông Dev cũng cơ cấu sẵn từ đầu trong cái phần hướng dẫn thì có. À, trên tay thì mình có thể làm nó một lần mỗi tôn thôi, không có mà vô hạn nha. Sử dụng nó thì mất máu ở đó, nhớ cẩn thận. Rồi, hiểu. Đổi bài á, thì bây giờ ghi rau á, mình sẽ tốn 5% máu tối đa, chứ không phải 5 máu nha. Cài đau à. Nó sẽ rút tất cả những cái lá, hay những tất cả lá bài luôn, ngoại trừ những cái lá mình chọn. Thì mình chọn bao nhiêu thì nó đổi được bấy nhiêu, nó có thể sử dụng một lần mỗi tôn. Rồi bây giờ sử dụng cái combo thôi. Hỏa long thiết quyền. Ủa sao thấm nó như vậy? Rồi mình phá được cái đòn tấn công đặc biệt của nó rồi. Nó hiện cái gì nè. Khi mà ngừng được cái đòn tấn công đặc biệt của nó thì mấy con quái này sẽ rơi vào trạng thái xíu luôn. Nhận đam thêm 30% trong vòng 1 tuần. Rồi đương nhiên là xài lá bút này. Hả? Cái chính đam gì đó hả? Mình được tăng 3 đam, 3 đam trong vòng 3 tuần nè. Nó hết trạng thái suy yếu rồi nha. À nó chuẩn bị tấn công nữa thôi, nếu chưa tấn công đâu. Mình cứ vả thẳng mặt nó thôi. Ủa sao nãy có cái lá lóc gì đó. 39 máu, 11 đam. Bây giờ mình không có lá tủ nào cả nè. Nhưng mà đánh 11 đam thì thôi. Đánh nó giảm 3 đam rồi. Nó vừa tăng đam, nó vừa giảm đam. Nó cộng 3 đam, nó trừ 3 đam.
nó đang phòng thủ rồi, nó chưa tấn công, chết luôn rồi. Này thì ăn thịt cô béo hoàng xanh đỏ này à. Ủa, ra cái cổng luôn rồi, đây là cánh cổng khác hả? Thì đánh bại con thú màu giả thì sẽ hồi phục cái điểm trong cái lồng đèn này. Rồi bắt đầu cảm thấy mạnh hơn đó, lôi hết boss ra đây. Có mà thường mấy con game này thằng này nó là sát long nhân mà, nên con boss cuối tôi nghĩ là con rồng rồi thôi. Cẩn thận, bây giờ cái gì? Mình bị dịch chuyển vào đây luôn rồi. Khi mà mình bị đánh bại sẽ mất tất cả cái sức mạnh mà mình đã nhận được từ trước đó. Mỗi lần tham gia vào cái hang động này, à nó thì tính năng của con game mà Goguelike thôi. Bắt đầu lại từ con số 0 tròn chỉnh luôn. Lần tới thì tôi sẽ đi xuống sâu hơn. Cái mê cung này thì nó sẽ thay đổi cái hình dạng liên tục. Con này cái điều quan trọng đó mà nó quên nhắc mình cái đó nữa chứ. Quên có bất kỳ điều gì thì chết trong cái phần hép. Tính ra thì cũng tương đối đơn giản. Nó là mấy con game mà thẻ bài bình thường thôi. Hả? Được cái thành tựu gì cơ? Cộng mà 5 cái này khi bước chân vào một cái mê cung tôi cho có 5 tinh thể là chả bao nhiêu cả. Cái này là mấy cái gì? Ô, từ 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 từ. Dọn cái mê cung thì nhận được cái phần thưởng này. Full 100 cái thẻ bài, mấy cái này sao làm nổi trời. 50 lần magic gen, 15 cái vật phẩm khác nhau. Thám mà do thám được đánh bại được 30 con quái vật, học 100 kill khác nhau. Trời ơi, hệ thống kill game này hơi bị ngon đó nha. Thư viện cái gì chắc nó gom lại những cái gì mình biết thôi. Cái này thì cái đầu game nãy được hai lá game kia. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu game. Rồi sơ sơ mới mà xem cái phần hướng dẫn hết 30 phút rồi. Hả? Có nhân vật nào đâu mà chọn? Rồi giữ mấy anh nhé. Rồi chúng ta vào cái mê cung đầu tiên. 10 1. Ủa con màu đỏ là nó mạnh hay nó yếu ta? Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, 10 nè. Mình có thể chỉ cần đánh một con boss một thôi, mình đi qua 10 ô luôn. Rồi có mười mấy à, 30 với mà 20 mới mở được. Sư tử hống, ủa mà hỏa long hống. Sử dụng cái combo hay cái combo này á sẽ tăng thêm 10 đam nữa. Cái chiêu này vẫn ngon hơn. Ủa? Cái hồi nãy là phòng thủ mà. Còn cái này là HP dưới 25% mới được. Thôi thôi không, không không. Cộng hai cái đá hỏa long khống vô bộ bài của mình. Thôi chắc sẽ tăng cái này đầu tiên. Gặp một cái người khác trong mê cung Yuvia, em này rất là cuồng cái thanh niên mà ở trần á, cái thanh niên xài băng và tối ngày ở trần á. Em này thì thuộc hệ thủy, còn thanh niên kia thì hệ băng, hai cái hệ mà gặp nhau thì nó cô đặc lại với nhau á. Rồi thấy mà gây người tình của tôi ở đâu đây không? Không có đâu em ơi, tôi rất là lo lắng cho anh ấy rồi, tôi mới tìm anh ấy xin lỗi. Hả? Cái này reset được skill thì dùng chắc là tăng lại mấy skill mình thôi. Cho mình 6 cái tinh thể, lấy 6 tinh thể đi. Mới gặp gái cái thằng này nó ăn xin liền đó. Thôi tăng cái chiêu này đầu tiên. Kích hoạt khi mà phá vỡ cái lớp khiên của đối thủ nó sẽ cộng 1 MP trong vòng 1 turn. Trước hay sau mình kích hoạt cái này đó. Còn cái này hỏa long quyền, hình hỏa long bạo quyền á, có hỏa long quyền nữa không? Từ từ tôi tra cái skill đó cái đã, để gọi tên nó cho đúng cái.
Hồng Liên Bộc Viêm Nhẫn, trời ơi cái tên phim Hồng Liên Bộc Viêm Nhẫn. Thế là cái tên phim nào, cho anh em đọc luôn. Đâu ta? Đây, Hồng Liên Bộc Viêm Nhẫn. Ghim John Lotus. Cái tên phim mà nhìn ảo ma luôn á. Từ 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 từ. Đầu trận chiến là mình nhận được 25% né tránh. Thật ra thì cũng không ngon cho lắm. Tại vì thả nó cho mình một lần né đi 25% thì cũng đúng hên xui luôn á. Nó chỉ kéo dài cho 3 tôn thôi. Mấy cái này là mấy gì? Kích hoạt khi mình có nhiều hơn 12 kẹt. 15 kẹt. 18 kẹt. 18 kẹt thì 4 gần tới đây. 12 nè. 15 nè, 18 nè, tính theo ba cái mốc này thì mình sẽ nhận được ba cái này. Từ 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 từ. L bao. Phả Long Viêm Chủ. Trời ơi mấy cái tên. Natsu tạo ra một cái luồng lửa từ phía tay của mình, đẩy anh ấy về phía trước thì tăng sức mạnh cho các cú đấm của anh ta. Giống cái cùi chỏ nhưng mà của Iron Man đó, nó phọt ra cái khí này tăng lên. Rồi là cái khiêu cùi chỏ đi ha. Cùi chỏ lửa. Gây 5 đam, 20% cơ hội stun quân địch. 20% cơ hội stun. Thì để suy nghĩ đã. Lấy cái hỏa nông chảo á. Mà có 5 điểm mà 20% cơ hội stun, mình đánh 3 lần đi dân nữa. Rồi, lấy thử lá đi. Phần bổ ngàn mưa dọc, cắm con quái đầu tiên nào. Hai con goblin. Mục tiêu nó đang phòng thủ. Đánh con 15 hay đánh con 20 trước. Con này có cái khiên nên tôi nghĩ nó sẽ bật siêu á. Nên mình... Ôi, ba con lận. Là... 12. Mình có thể chia cái bộ khiêu này đánh hai ba con cùng một lúc được không ta? Không, 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 không xài lá này đâu. Ba thủ không sao. Con này đến 4 đam, nó 15 máu. 15 thì mình 8, 8 với 8, 16, đủ luôn. Mèo, mấy mèo. Ủa, trốn ở dưới mà. Trời ơi. Rõ ràng phải chọn con dưới. Con trên đánh 9 đam. Ủa? Sao giờ nó lại đánh con dưới? Từ 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 từ. Nó hiện cái hình này. Bây giờ con dưới 11 máu nè. Đấm nó chết không? 6, 10, 12 vừa đủ. Ủa không 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 không. Cái tới này tốn hai lần. Nó đánh mình 4 máu, mình quay cái thẻ bài mất 5 máu thôi, cho nó đánh mình đi. Nãy giờ chọn sai, ủa à đánh chết là nó bay qua cái mục tiêu khác. Cũng được nha. Bây giờ nó 8 máu thôi, đánh nhẹ nhàng là xong. Đấm đấm đá mất hơi nhiều máu tí nhưng mà không sao, chọn ba thẻ bài sử dụng trong trận chiến tăng thêm một cái MP nữa, gây 10 đam và trừ 3 tất mục tiêu. Rồi cái này nãy mới coi rồi cái nhích đuôi. Ủa cái chỗ mình đi qua nó hồi lại luôn rồi nè. Mình có một cái chảo. Mình có cái combo này rồi.
đấm lửa thì mình mới có một cái à. Cái đấm lửa này nó đi được với combo đá chân với mà cào luôn. Nên kiếm ưu tiên thì sẽ ưu tiên cái chiêu này. Hai cái này đều cộng 10 đam cả. Hai cái này đều cộng 10 đam thì combo này nó sẽ ngon hơn chứ. Có không? Mình chưa có cái lá này. Chưa có lá hỏa long hống này. Cái này là hỏa long giật kích. Đưa 10 đam cho tất cả quân địch. Đây là hỏa long hống đây. Bây giờ đi lên đây nó có hồi cái cục lửa mà chúng ta ghét đó, mình thư giãn thì chắc nó sẽ hồi máu. Bây giờ mình bỏ một kẹt nói chuyện với Labi là sao ta, nhận được vài thông tin hữu ích. Từ từ từ, mình có thể nâng cấp cái kẹt của mình lên. Nâng thì tôi sẽ nâng cái đấm lửa này, nó quan trọng nhất, hoặc là cái lá bút. Nó không cho mình coi khi nâng lên mình được cái gì hết ta. Cộng 2 đam lên cộng 6, bây giờ gặp boss luôn rồi. Mười bốn à, không có gì để nâng cả. Ủa con Vulcan nãy mà, trời ơi tưởng gì, cái con đâm thép này 120 máu. Rồi nó có bị sờ run không? Chết rồi. Hỏa long hống mình không có kêu đấm lửa rồi. Ấy. Quên lóc cái lá bài lại trước rồi mới đấm. Rồi nó đấm mình đau lắm, mình phòng thủ đi. Giảm tỷ đam nó. Trong 2 tuần nữa nó mới đấm à, chưa phải đấm liền. Chưa đấm liền thì chả sao. Tuần nữa nó mới đấm mình lắm. Làm sao để phá cái thẻ bài trước ta? Chọn cái này. À chết rồi, nó không ra combo rồi. Rồi nhẹ thôi anh ơi, nhẹ thôi. 35 đam. Chết tôi rồi. Mình đã giảm 3 đam rồi ngày mà còn tăng 35 đam nữa. Nãy không ra cái combo nào để mình phá chiêu luôn. Game này cầu bộ nó nhân phẩm khủng khiếp á. 35 đam mình thủ đây thì cũng có 14 à. Không biết cái này phá chiêu có được không. Stun đi. Không có chịu đấm lửa luôn. Còn đúng cái lá đấm lửa này lại nè. Cái lá mà tạo combo quan trọng nhất thì lại ra cuối cùng. Sáu đam mà không sao. Bây giờ mình phá chiêu nó được không? 36 máu. Quá đau luôn. Thiếu một máu, trời ơi thiệt tình. 5 với 3. Cái này cộng lại 16 rồi nó 17 máu.
Rồi mới game. Chưa chứ anh mất nửa cây rồi. Rồi mình hay gấp một lá bài mới hả? Trời ơi nó còn có hai đam mà thiệt tình nhiêu mười. Mình có nên đi đấm liên tục không? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ủa trời ơi không có được đi xuống đây. Vừa nãy biết gì tôi đi xuống chỗ này luôn rồi, đi thẳng cái đường này xuống rồi, bây giờ lỡ rồi. Chỉ phải đi gặp thương nhân lần đầu đi cho biết nó ra sao cái đã. Come on. Cho mục tiêu tăng thêm 20% đam nhận trong vòng 2 tuần. Hiệu ứng này sẽ không có cộng dồn. 20% đam để tôi tính thôi. Cái lá thấp nhất của mình, cái lá thấp nhất của mình là 3 đam với 5 đam, 5, 3, 5, 7 đi. Thì tính như là trung bình là 5 đi. Nếu như cho thêm 20% đam thì trong cái tuần đó mình phải gây ra là 25 đam. Gây tối thiểu 25 đam thì cái lá 20% đó mới ngon. Nó chỉ mạnh nhất khi nó đi được với cái combo của mình thôi. Còn nếu đi thường thì gần như vô hiệu. Không, 15 đam thôi. Tại vì nó tác dụng 2 tool mà. Có bán được không ta? Không không, không bán được. Thêm lá nữa là mình đủ. Hỏa long vực, hỏa long hống hay là hỏa long chảo? Ủa cái này đâu phải hả, hỏa long chảo đâu, được không? Rồi đúng hỏa long chảo hả? Chảo mà sao lại dùng cái chân? À cái kia là hỏa long tối nha. Chưa, mình chưa có kêu đó. Chưa có cái lá này. Thấy đi. Lại xin điếu em nói nữa. Bạn biết đấy, tôi vẫn chưa tìm thấy người gây ở đây. Tình yêu của tôi bây giờ đã trở nên đi đâu rồi? Bạn có nghĩ tình yêu của tôi là chưa đủ mạnh hay không thôi? Em này thực ra là cũng mạnh lắm đó. Nhưng mà sim lỏ quá nên bây giờ nó lại yếu yếu như thế này thôi. Sau này không biết mình có được chơi em này không đó. Trong cái đoạn trailer nãy hình như là có đúng không? phần trăm thành công. Mình sẽ nâng cấp một lá bài. Trời ơi, 85% gì đó hả em? Em ơi là em nhân phẩm. Con game này nhân phẩm nó thật là khủng khiếp. Đấm mày luôn, tao đấm mày luôn. 54 máu. Nhận được cái đòn tấn công đam, cái đòn tấn công bình thường vô đi một. Đầu game nó sẽ đấm mình 8 máu, mình không có lá thủ nữa luôn á.
7 đam thì nó vẫn còn 1 đam hết ta. Hai con này đánh 12, mình thủ 13 là vừa đủ. Trời ơi, chọn ba cái đá ba trước mới đúng á. Con này thì nó lóc hết đam mình này, hơi khó chịu tí. 4 máu là phải đánh nó 4 lần á. Rồi đợt tới nữa là đánh xong thôi. Đánh lần 1 đam à. Nhân vật chính đánh bại được cái con rồng. Trời ơi, có 4 tinh thể. Ba đam hai tuôn 25% mà né tránh nữa trong vòng hai tuôn. Mấy cái tỷ lệ phần trăm này thì nhân phẩm tôi nó đang thui thủ gì sao mà chơi. Này cùi chỏ gây 7 đam 20% tuôn. Cái cùi chỏ này có combo mà chưa thuộc combo game này, chưa, mới có cái này thôi. Mới có cái chảo với hóng thôi. Mười tám điểm thì đâu có tăng được cái gì nữa. Ủa, goblin hả? Sao nhìn phèn quá vậy? Năm con mới vô nó sẽ đánh mình là 22 đam luôn. Phòng thủ 14. Để dành lá này lại đi. Mười lăm nữa thì dù mình có đánh luôn thì cũng chỉ có 13 đam thôi. Đau anh ơi, đau, đau. Trời ơi, con nào cũng 10 thủ hết trơn này. Nó không ra cái chiêu đấm nào không? Nhân phẩm kiểu đến gì nó đen như vậy hả? À. 22 máu. Con bút kiên, con bút đam. Một con hồi máu. Đánh 24 máu. Con này 27. Hóng, cái chiều hóng của mình thì nó tăng thêm 10 đam à. Chiều hóng tăng thêm 10 đam. 20, 30 đam, 30 máu. 30 máu thì chết được con trên. Chết con trên mình mất lại là 14 máu.
mình phá vỡ cái phòng thủ của nó nên cũng khá là mạnh. Bây giờ nó đánh mình 18 máu thì vẫn chưa chết, con này 13. Bảy máu qua được 2 tầng là tôi toang luôn rồi. Rồi, nói chung là lần đầu tiên chơi cho biết game thôi. Rồi, lần này là mới chính thức ăn hành nè. À. 35 máu à. Đồ ăn cá nữa chứ, cá cắm gì đâu ra. Hồi có 30% máu thôi, 42 máu, hồi được khoảng 7, lên tới 70 mấy máu, đó 78 máu. 10 điểm. 1 2. Ồ. Tám đam. Chó A với chó sói A với sói B. Chiều này để dành đây. Mười một đam, nó còn tăng đam cái nữa. 40, 40 cái này là 28 cộng 10 là 38. Ủa 38 cộng với 7. Ờ đúng 38 luôn. Ủa sao vậy ta? À không, đúng rồi, nó tính cái đam đó là tính đam combo của mình sau luôn rồi, chúng phải tính trước. Lên 30 nè. 35 nè. Hai năm à, sai sót chỗ nào ta? Từ từ tôi nghĩ kỹ rồi đó. Ba đam với thêm một lá thì ba đam trong hai tôn cũng được. Lá này mình chưa có để combo, lá này cũng chưa có combo luôn. Cộng hai lá hóng. Hóng với quyền hả? Trời có 5 thủ à. Ba chục, người bốn chục, bốn la giật. Đỉnh quái luôn hả? Đánh luôn, đánh luôn, đánh còn màu tím luôn. Mới vô nó đánh mình 8 đam. Một lá thủ là xong. Mất 1 máu. Ủa sao mất 4 máu? 22 đam.
uống hết thuốc luôn. Cốc mới vô đến 10 đam luôn hả ta? Thôi, mất máu đi, không sao. Nó không có đánh. Không đánh thì mình đánh nó nhẹ nhàng. Gây 30 đam trong vòng 2 tuần nữa, phải có combo để phá kill nó. Bán dao phải chọn cái lá này trước. Hồi nãy tôi tính sai là cái gì chọn không đúng thứ tự rồi, nó suy yếu rồi nè. Chọn cái lá này trước chứ cái lá này đúng là nó ra combo, nhưng mà nó lại không có mà cộng 10 đam. Chọn cái lá này trước mới đúng nè. Dính độc á, 3 đam khi kết thúc một tuôn, 21 máu, 21 cái này, 22 này vừa đủ luôn. Cái nào cũng được chứ. Mày gì hả ớt. Thôi game dễ. 8 thủ 2 tuôn. Nè có chiêu hút hút chạy chạy gì nè. Không có tinh thể luôn ta. Đánh quái này không có tinh thể hả. Pin heal. Sáu mươi, trời ơi, 60 thì lâu lắm. Cái này cũng ngon á, hai cái này nó đi với nhau đúng một cặp ngon luôn. Đến đây thì mình có thể nâng. Tôi nghĩ không cần hồi máu đâu, tại vì lần nào mình cũng chết rồi. Quái tím là quái thường, quái đỏ mới là quái mạnh. Đấm mày luôn. Mày mới vô đánh 23 máu vậy. Chết tôi rồi. Dạ. Đỡ thành công. Bút được tí nhẹ, mất tí máu. Rồi nãy đánh con này trước ngon. Bây giờ đánh tới 15 đam luôn nè. Bốn chục thì cái này nó có 39 à.
Xong rồi hai cái này nó lại là hai cái chiêu mạnh nữa. Trời ơi 39 con cốc ơi. Mất 15 máu tức tuổi thôi các. Đấy cái gì tôi bỏ cái lá này luôn rồi. Dư lại một cục mana nữa nè. Kẹt con chết. Ủa trống con chết rồi má. À hiểu rồi. Cái lá này mình có thể đánh con dưới lá trên, mình có thể đánh con trên. Không để ý. Như bây giờ nó 8 đam nè. Ủa sao lá này tốn tới 2 mana nữa ta? Sao lá này tốn 2 mana? Rồi mình có thể đánh 2 3 mục tiêu xen kẽ với nhau được, giờ mới biết. Hiểu. Chầm máu mới vô đánh 14 đam. Cho mất máu luôn. Chơi lần đầu cho biết thôi. Bây giờ 4 máu nữa. Còn 31 máu. Hai tool nữa phải phá combo nó, không phá là mình đi luôn. Một tool nữa, còn đúng một lá hống, còn lại là 1 2 3 4 5 6 lá. Chết rồi, cái này là tôi phải đổi toàn bộ 4 lá luôn đó. Bốn đam nó còn 15 máu. Chưa thua nữa. Máu 200 rồi. Kiểu này là mới vô phải đập mấy con quái ưu tú liền rồi. Bây giờ hiện tại mình có thể kích được cái này nè. 184 chia 25 coi như là 1.8 đi. 1.8 chia 4 ra là 45. Máu dưới 45 là mình kích được cái này. Cộng 3 đam trong vòng 1 tuần. Combo mình đẩy lên 3 tuần khi mình thủ thành công. Lấy cái này. Giờ mình yếu đuối quá rồi. Rồi, chúng ta kết thúc game ở đây. Gấp pin lõa. Đã đến tuổi, đã đến cái thời điểm trình diễn của mà xét long nhân của chúng ta rồi. Đi lần đầu chú ý cho biết tên thôi. Nói vậy chứ thực ra do tôi gà.
mất 7 máu. Giảm đam nó cũng được, nhưng mà đánh ba con thì đam nó ngon hơn. Cho mất máu luôn. Rồi, xong tụi này rồi chúng ta đi luôn rồi đó. Vô phương phản kháng rồi. Con này 10, con này là 7. Mất cái lá này cũng hơi uổng. Con 10 với con 7 thì bảy máu. Trời ơi, còn gọi để nữa bạn ơi, bạn chưa bắn qua vậy. 22 máu. 1 máu. Đồ hấp. Uống luôn bình thuốc. Rồi, nói chung lần đầu mình biết chơi rồi, được rồi. Bây giờ không có đường nào đỡ được nữa. Rồi, bye bye anh em. Rồi, chơi lại lần nữa ha. Rồi, xong cái tutorial, xong cái phần 1. Có điểm gì nào? À, bây giờ mới lên cấp nè. Game nó bắt buộc chúng ta phải ăn hành như vậy đó. Một lần nữa trở lại trên mặt đất, Natsu và Happy đã có thêm một số cái sức mạnh mới gì những phàn nàn, những câu chuyện. Ok, kể cho hai thanh niên này về những cái câu chuyện mà họ đã trải qua. Bây giờ mình mở được nhân vật mới vậy nè. Làm thế nào mà chúng ta chưa từng gặp cái cánh cổng này ở bên dưới công hội lần nào? Và bên trong nó thì chúng ta không thể dùng được phép thuật như bình thường à. Gây là lúc cái em này tên gì quên tiêu mà tự nhiên quên ta. Lucy, Lucy. Cộng thêm một lót item 10 máu tối đa. Có thêm em Lucy. Lucy này thì cái mười hình như là 12 cung hành đạo. Leo với cái chìa khóa mà sư tử chuyển thành cái dạng Leo form với mà cung sư tử. Thêm được thanh niên gay luôn. Thêm cái siêu siêu và thương. Trời ơi, game này content nó nhiều lắm nha. Content nó rất là nhiều luôn. Quái thì tôi chưa có gặp hết. Nếu hồi nãy là mới tới tầng 3 là thua thì tôi nghĩ con game này nó sẽ có 5 tầng. Tại vì quái nó tôi gặp mới có khoảng là 30-40% thôi. Này là trang bị rồi. Bây giờ chơi lại thanh niên này nữa thì có khả năng là chúng ta đi xa hơn được một tí, nhưng mà nó lại trùng với nhau. Còn chuyển qua em Lucy đi. Chọn sao?
Lucy, gái, chúng ta đã có gái rồi. Tính ra thì chỉ có khoảng 15 mà mới máu tôi đa. Tối vẫn đi với con Happy này hả? Rồi, kỹ năng của em này là cái sức mạnh bằng cái chiều phá, chiều hồi những cái cung hình đạo này thôi. Em này cũng dạng mà lúc đầu thấy phế phế á, sau này thì đúng bút lên ảo ma luôn. Người bình thường người ta chiều hồi một cái chiều phá rất là khó khăn, còn em này chơi tất luôn. Rồi bây giờ cần phải tìm Kana để nhận được những cái lá cạc đó. Em này chơi chiều phá có bị ảnh hưởng không? Ma thực thì trí nhớ rồi. Là sử dụng cái cung Awagios. Awagios là cung gì đó, thủy không? Awa chắc thủy, thủy bình thủy ngân gì đó hả? Đây chào Google, bảo bình, cung bảo bình là cung gì tôi có biết đâu. Hình ảnh đây, hình ảnh đây, Awagios của chúng ta đây, trong 12 cung hình đạo hả? Cung bảo binh cái gì, xét Google hay nó ra Lucy gì ở đây, nói gì thiệt luôn đó hả? Rồi chúng ta có cung bảo binh gọi là chim tinh và thiên văn. Cậu bé cầm bình rượu thuộc nguyên tố khỉ là một trong bốn cung kiên định nên nó liên quan đến mà ký ức à, không nghĩa lý gì hết. Ủa rồi coi bộ bài em này sao đã, mới vô thì mình có cái chìa phá là cung sư tử với cái Leo Firm thì nó sẽ cộng 4 đam. Cộng hai cung bồ cạp, hai cái dạng bồ cạp. Bên này nhiều thấy lỗi quá. À mấy cái này không phải là, cái này là trang phục thôi, thay đổi trang phục. Chuyển dạng chuyển hình thái trang phục đó, giống như mà cái em gì đó, giống như cái em gì hay biến hình đó, tỷ thủ mặt trăng đó. Không phải, cũng na ná vậy thôi, cô gái phép thuật đúng rồi, dạng như mô phỏng hay cô gái phép thuật vậy đó. Bây giờ mình chưa biết nên nâng cái hướng nào. Coi bộ bài mình có đá bình thường là chỉ có 2 đam thôi. Nguyên cái bộ bài mình xoay quanh cái cung này là hết luôn, xoay quanh cái cung này là trên hết. 40% cơ hội sở tôi quân địch. Em này có hồi máu nữa nha. Ủa support là dạng on là sao đó? Game này không lẽ sau này mình lập tổ đội 2 đến 3 người được. 30% né trong 2 turn luôn. Nếu không sử dụng thì kết thúc mỗi turn thì cái lá bài này nó không còn giữ trên tay nữa. Mình có 10. Ủa con tím là mạnh hay là con đỏ mạnh, quên rồi ta. Quên cái đó hoài luôn. Con đỏ mới mạnh. Con đỏ là elite. Ngọt. Đấm luôn, đấm mới vô đấm con đỏ đấm lợn trời. Có khi chúng ta hèn game đây luôn á. Bốn chí mạng nhưng mà, ủa à, hai con này nó đánh 10, 12, 16. Mình bị giảm thủ nhưng mà tăng chí mạng. Con bé này đúng là nhân phẩm hên xui luôn á nha. Chưa combo được với ai cả.
tăng né rồi bắt đầu cầu nguyện thôi, không né được gì hết. Ra hai cái lá Lucy kích này. Không combo được luôn. À combo được rồi nào. Khoan khoan khoan. Chọn cái lá này. Chọn cái lá này. Hai con này thì đánh con nào cũng như vậy thôi. Leon là cái thanh niên mặc vest á, rất là hám gái luôn. Em này nhân phẩm hên xui quá à. Cái gì cũng có phần trăm chứ. Cấm luôn thì nó chết rồi. Thanh niên Leon nè. Sim lõa nè. Phải combo mình không ta? Rồi đúng rồi đúng rồi. Phải ra không phải thay đổi trang phục là trang phục của mấy cái nhân vật cho nó mặc. Chưa có combo gì cả. Thanh niên này là Gazelle. Tôi nhớ bộ kill thanh niên này là hóa hình ba cái sắt thép gì đó, khiến cho cường hóa cơ thể lên, dạng cường hóa sẽ thương vật lý đồ chẳng hạn, kháng phép đồ, có kháng vật lý đồ rất là mạnh luôn. Có con mèo đi theo cũng nè. Thanh niên này như ban đầu phản diện rồi sau này mới theo con men đó. Lần đầu tiên xuống nơi này à, phải không? Lily, con này nhìn cái mặt đồ đét có thêm cái thẹo này nữa mà tên dễ thương phết luôn á nha. Báo à? Mèo thì nói mèo đi, còn bày đặt thành báo nữa chứ. Tôi đã có ý định dừng anh ấy đi theo đuôi bạn rồi đó, bạn biết chứ. Rồi, hai chúng ta cùng so tài xem ai sẽ là đi xuyên qua cái mê cung này đầu tiên. Lấy tiền. Đấm quái đỏ. Con này nó đánh mình 7 đam. Bật cái phòng thủ trước. Chưa có combo luôn, cũng chưa có phòng thủ luôn. Bộ bài của mình là chỉ có một lá thủ duy nhất hết vậy. Bây giờ Gigon chắc chắn ra cái combo 20 điểm, nhưng mà con này tới 25 lận, nên có ra combo thì cùng lắm cũng chỉ đánh được con này. Thì thà vậy thì mình đánh vô con đầu tiên rồi luôn, kéo máu ở dưới 20, tí nữa coi con nào có đánh mình á mình combo vô con đó. Rồi, con này 18 máu. Không ra combo hả? Em mày yếu sao thôi. Win combo mà đánh được cái 20 máu à. Hai hộp mà đánh có 6 đam đó ta. Sao mà nó yếu dữ vậy nè.
chưa biết chơi em này cho lắm, chưa hiểu cái bộ khiêu nó mạnh như thế nào. Cái này để phá thủng. Mười hai. Giờ giết boss gì nữa. Chọn ba kẹt làm phần thưởng mà nó đưa có hai kẹt là sao? Bạn tham nhũng mất của mình rồi. Cái này á, có lá bài nào không cho em với chị ơi? Em này là bẩm nhậu luôn á, theo cái truyền thuyết của em Kana này là uống hết 30% số rượu trong cái quán luôn. Rồi sau này đi xin lỗi thanh niên rồi đó, cuối cùng thanh niên nó lại có bạn gái nữa, rồi lại thất tình, rồi lại càng uống rượu nhiều hơn. Mấy cái phần trăm đó thì tôi rất là không thích trong mấy con game tin bay rồi luôn, tại vì nhân phẩm nó kém thì khó lắm. Hai Leon, một Cap Guinea. Cap Guinea là gì? Tí đàm là trên hết. Con bé này không có chiêu phòng thủ. Con gì giống con Island quá vậy? Mới vô chắc không nên xài combo đâu, để dành nó đi. Chừng nào nó chuẩn bị mà đòn tấn công đặc biệt thế đó. Còn lại cứ cho nó cắn máu mình nhẹ nhẹ không sao hết. Đó tuần sau là đánh rồi đó. Xíu chưa? Xíu rồi. Xíu nó chỉ có một tôn thôi. Bút chí mạng nãy giờ không thấy tí chí mạng luôn á. Đến 7 đi đam. Nếu hành động kế tiếp của mục tiêu là phòng thủ hả? Này nó đang công mà sao biết kế tiếp nó làm gì? À chuẩn bị là đòn hỗ trợ thôi chứ không phòng đủ. Nên đánh nó bình thường thôi. Lên 10 đam. 26 thì xong đó. Mất 10 máu à. Tôi được kìa.
6 máu thì xong đó. Em này đam yếu quá. Cái này nó có thêm hai cái nhỏ nhỏ này là nó có khác biệt nhiều không ta? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười ghé đống lửa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đi cái này mình đánh hai con, còn đi cái này mình đánh ba con, nhưng mà lấy được 1, 2, 3 cái tinh thể. Còn đi bên này đánh, thôi điên dưới đi, điên dưới đánh nhiều hơn. 70% lại thất bại, hồi nãy 85% thất bại, giờ 70% cũng thất bại nốt luôn. Con game best của nhân phẩm này, 22 đam đầu game. Vâng 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 vâng. Con này mở bút phòng thủ nữa là mệt lắm nè. Mười một đam, 15 máu. Bây giờ giết nó luôn, giết luôn, mình không hồi máu được. Giết lên, lý ra mình có thể hồi được 6 máu nếu tính khéo khéo một tí, hoặc là cái tool nãy nó lên á. Mà game này nhân phẩm đen quá, chọn 3 càng cuối cùng chọn được có 1 càng một. Chuẩn bị tấn công. Con này nó cầm cái lựu đạn thấy ghê ghê sao á. Thôi gạt gạt nó đi, gạt nó. Mỹ thủ không sao cả. Chuẩn bị boost nữa. Hồi 5 máu thì không sao.
Rồi Saturn, trời ơi, Saturn thì có ý nghĩa gì lúc này? Hồi máu đi, tuần sau mình mới giết nó. 21. Cái 60% né này tôi thấy là tôi cũng không có khả năng làm được cái trò ở đâu. Nó nhân phẩm khủng khiếp luôn. 20% né trong 3 turn nữa nè. Nếu mà mình sử dụng cái đòn đánh bình thường á, trong cái bộ bài thì tiếp theo sẽ rút được mấy cái đòn đánh nữa. Nếu tiếp theo mục tiêu nó là hỗ trợ thì mình có thể đấm 60% cơ hội cho tôi nó luôn. Con bé này nhân phẩm quá nhiều. Cái form bộ cạp này á thì nó gây có 7 ta mà, nhưng mà nó cộng 25% né trong 2 tuần nha. Thì nó giảm đam cũng khiếp gì đó hả? Muốn đau này với này với này với này thì combo nào nó cũng chết rồi. Em nhân ngư nãy là thuộc dạng khá lạnh lùng á, rồi sao ra ba ăn được không như này à. Nhân bản song trùng song tử hả? Game mini không dính dáng gì với nhau luôn á. Mình có mỗi cái form Gia Mini là cái form song tử với cái form Leon à. Nguyên cái dàn khiêu này nó không có dính dáng gì hết. Trời ơi, tôi không biết cái bộ khiêu này qua mỗi game nó có cố định không á. Lại cái mà mỗi nhân vật tôi mới chơi có một lần à, nên cũng chưa có chắc về cái đó nữa. 15. Lý ra để boss đó mà chắc không cần đâu. Ba mươi hai với hai. Nó có 7 máu thôi, mình hồi là 8 máu rồi.
Saturn nó luôn nè. Đó là Saturn nó luôn, không mất máu nào, đầy máu lại. Mấy chìa khóa này nhìn nó giống giống nhau quá. Cứ đít thì tôi sẽ đít cái cạc này, đít bỏ cái cạc này chứ không cần nâng cấp cạc đâu. Đến lúc rồi. Cái gì đã gì? Di sản à? Nguyên thổi hả? Tới vô đánh 13 đam, mình chả có cái gì để đỡ luôn. Xài luôn đi, tí nữa ra combo thì lên combo cũng ra thôi. Lại 13 đam. Giao kế thì chưa chắc nó phòng thủ đâu. Chết rồi, mình có lá thủ đâu, mình cắn cái thuốc thôi ta. Quên nữa, tôi tưởng cắn vô là nó cộng cho mình 5 thủ. Con này chắc nó không có phòng thủ đâu. Lên tới 20 đam luôn nè. Chết rồi. Con này chắc không buồn thủ đâu, mất máu nhiều quá. Ây da. Bây giờ tôi phải chơi combo mới được luôn á. Tại vì xong rồi nó chuẩn bị mấy tool nữa. Rồi từ từ rồi. Chắc ăn. 2 tool nữa mình tháo phá combo á. Bây giờ cứ không thả đâu. Tool sau đi phá. Ủa? Hình như bấm lộn rồi. Bấm lộn, bấm ngược hai cái kill rồi, lũ đạn nhà nó. Chết tôi rồi. Đi bấm ngược hai cái kill. Để nãy bấm cái này trước, cái này sau, tôi đi bấm ngược lại. Để gọi combo cạc thì bấm với nhau hai cái cạc cùng lúc là được rồi. Sau cái vân thứ tự nữa. Bây giờ có combo nữa nè, đáng lẽ chọn này trước cái này sau nè, gì nè. Hồi nãy chọn ngược. Đó, chọn cái này là đúng. Trời ơi, tự nhiên mất 50 máu quan mạng thiệt. Mất chế phải đây.
Ngôi sao lá này 14. À, hai cái chìa này nó khác nhau. Ủa? Cái này là nó random đó ta. Tôi tưởng cuối mỗi tuần thì nó sẽ tăng lên, cái này tăng chí mạng nè. Còn cái này thì cuối mỗi tuần thì nó sẽ tăng thêm một số đam. Rồi nâng lên là nó khác nhau hết trời. Trời ơi, nó khỏi con game này. Không có form nào dính với áo xanh dương này cả. Chưa chỉ trên mới đầu game vô đường đánh đặc biệt này. Đam một tuôn này không biết có né được không nữa, hay là kiếm combo giết nó luôn á. Đi năm hoặc là nhiều hơn đam, nhiều đam hơn nha, nhân phẩm lắm á, có khả năng mình đổi bài thì ra combo giết nó luôn được. Nhưng mà mất 6 với 4 này coi như mất 10 máu đi cũng không sao. Nhưng mà tôi muốn thử ăn cái này coi, coi nó gây ra năm hoặc nhiều đam hơn không, ăn thử phát nha. Rồi ăn thử phát đi. Rồi, nhiều đâm, nhiều đâm. Ủa? Sống thấy nhiều đâm nhìn ta. Mình đánh từ từ thôi, mình kiếm cái lá hồi máu nè. Cái lá này là tuần sau nó ra rồi, nên mình cứ thủng tuần đi, mình gãi nhẹ nó một cái. Có khả năng hết cái vòng này nó đi một vòng nữa ra lá hồi máu không ta? Thôi kết thúc nó đi. Chưa có combo nào đi với bộ cạp. Cái này chỉ đơn thuần là tôn nó thôi, lấy lá bộ cạp mà đi. Tí nữa thì mình bui lên cái form bộ cạp mà luôn, đi luôn. Trinh nữ à? Kim ngu hả? Không dính dáng gì với bộ bài mình luôn á. Kỳ vậy ta? Bỏ tay rồi, chị ngủ rồi. Sáu mươi phần trăm
Trời ơi, lần đầu thấy mà thành công cái này á. Chưa có cái lá này, chưa có cái lá cung bộ cạp, cũng chưa có cái lá mà Awagios này luôn. Chín đam đầu game quýt được con này thì mất 11 máu không sao cả. Trời, né được rồi. Support có cái chiêu nào phá support không? Đây có cái lá phá support nữa nè. Còn đánh đặc biệt thì kiếm cái lá form combo kia là được. Xài bỏ cái lá thủ luôn để cho nó chống lót, mặc dù không cần mà cứ xài đi cho nó chống lót. Hay tuôn. Không ra thì mình bán máu thôi, không ra combo mình bán máu ra nè. Nó suy yếu, nó chuẩn bị support, nó lá nào phá support không? Cái này phòng thủ, cái này tấn công, cái này phá support nè. Mười máu thì đơn giản nhẹ nhàng rồi. Này thì boss với chúng tôi, boss với chúng tôi. Này là cung bộ cạp nè. Cung này cung nhân mã, người ngựa gọi là nhân mã. 25% cơ hội chí mạng là cộng thêm 8 đam. Đánh quái đỏ ngon hơn. Đam mình có thể rút chết một đứa, rút chết một đứa thì phải nhận lại 18 đam. Trời, nó không bút đam lên nó mới đánh, cái trời đau dữ thiệt á. 22 với 13. 33 đam, dính 23 đam nữa đi. Mất chỉ có 3 máu thôi. Né là thì không mất máu luôn. Ngon. 16 máu. Mình cộng 10 trừ 6 ra thì coi như là mất 6 máu à. 8 máu. Chuẩn bị cái chiêu support. Có chiêu nào phá support không? Có luôn.
Rồi Stun phá tiêu nó. Con bé này đúng nhân phẩm. Ủa Stun mà nó vẫn đánh mình. Bạn chơi dơ vậy. Cung bò cạp. Bộ bài mình thiếu lá nữa là đủ. Đi bên này thì được đánh con đỏ, còn đi bên này thì có cái gương. Tôi không biết cái chìa này nó là cái gì, không biết mình nâng lên hướng nào nữa. Lạ quá à. Nhìn cái nào cũng lạ chứ. Mở cái này thì nó lên một ô. Ê, trời ơi, bấm ngu rồi. Bấm vô cái này bấm lộn cái quỷ mất mẹ trên này. Trời ơi nãy giờ chơi ngu ơi bị nhiều nha. Cái nút thoát nó quan trọng như thế đó, đáng lẽ nên phải hỏi lại một lần nữa, bạn có chắc ăn là muốn thoát không. Còn lần này nó chả nói chả rằng nó bắt mình đi luôn. Thôi chỉ cần xài cái lá nó vội đâu. Rồi sẽ tuôn được con này. Sẽ tuôn nó vô nghĩa, tuôn sao nó cũng đánh à. Ê! Tự nhiên chọn lên con trên, bấm lộn thôi. Một pha chơi ngu mất thêm 8 máu. Đáng lẽ nó chết luôn rồi đó. Cái nào cũng hại danh vậy nè. Sao không chơi? Game này thực ra nó không có khó, nó khó tại vì tôi chơi ngu nãy giờ hơi bị nhiều thôi. Như thế này chúng ta nên ghi con nè. Đã không vừa đủ hả? Nãy thua này. Hai mươi hai máu. Mình quýt chết con này thì mất 15 máu. Quýt chết nó thì cũng hơi khó. Mình đỏ máu với nó luôn á. Máu mình nhiều hơn nó, mình cứ đỏ máu nó đi. Trên combo luôn.
Ngọc 2, 3, 4, 5, 6 lá. 6 lá nữa. Tuần sau chưa biết nó combo hay chưa. Không cần đánh con này đâu. Đánh nó chơi gọi để nó mệt lắm. Con này nó dễ máu nhẹ nhẹ thôi, cứ kệ nó. Tuần sau đi phá tiêu lắm. Tuần sau đi phá. Ủa, nó chuẩn bị cái chiêu thức đặc biệt gì mà đâu rồi? Nên gạt con này không ta? Sao tôi thủ nó nhiều nè, lại còn 15 đam nữa chứ. Không sao tôi được. Hồi nãy không bỏ lá kia là có khi nãy giờ xong luôn đó. Không bỏ lá kia là kích được cái nội tại này nè. Kích được cái nội tại 18 lá nè. Và nó cộng 50% đam của cái magic chain nữa. Nãy tự nhiên bấm lộn cái nút này thì nó bỏ mất tiêu luôn. Tám lần nên có chí mạng thì cũng 24 đam mà nó cũng không chết được. Không biết gạt con này thì nó có gọi đệ không á. 20 đam á, 20 đam có bộ mệt nha. Mốt đam đòn đặc biệt. Rồi nó gọi đệ thiệt à. Ủa còn hai con nhỏ vẫn đánh nữa hả? Tại bây giờ không giết con trên này. Không, 18 chỉ đủ này thôi, coi như mất 10 máu rồi đi. Còn thôi mình liều là đánh con trên luôn. Thôi có 15% à. Mất 10 máu đi. Lại giờ lại mất thêm 7 máu nữa. Mất 7 máu thì bằng mình Gigon thôi. Gigon thì lại nó ra nhân phẩm nữa. Thôi không cần Gigon đâu. Không cho lá hồi máu ta. Còn lâu lắm. Tỷ lệ lâu lắm. Kết thúc nó thôi. Rồi lần đầu qua được cái tầng thứ ba này.
Hello, có ai không? Có ai ở đây không? Nghe tôi không? Hello, hello, một con rồng hả? Em này đâu phải xác lông nhân đâu. Anh ấy có kế hoạch là hy sinh cái bản thân để phong ấn con rồng này dưới này luôn. Ồ, chúng ta sẽ mất hai cuốn tập ký ức nữa. Cần phải có hai cái cuốn mà sổ mà hai cái cuốn sách nãy giờ mình coi á. Nhưng mà tìm đâu ăn cuốn nữa vậy? Rồi mình không chừng thêm một người đó, được cái thành tựu luôn rồi. Chỉ là một người nữa đi xuống cái mê cung đó lần nữa thì mới mở khóa ra được. Ủa, mở luôn bây giờ chơi luôn hả? Tăng né tránh cái chìa, chìa phá vàng hai cái chìa này, hai chìa này mình không chìa nào cả, có một chìa, có một chìa màu tím bên phải cái chìa này nè. Lấy thử cái này á. Ơi cộng 4 vô cái chìa này, mình làm gì có chìa này đâu. Rồi cứ để lại đi, dù sao cũng xong cái này rồi, lên level 5 level 6 luôn, 6 rưỡi. Ngon hả? Từ từ từ, chưa kịp đọc gì hết không nổi rồi. Phần thưởng mới cộng 20% máu, cộng 20 máu tối đa. Bây giờ thêm lên cái mà cái bình này ở trong cái mê cung nữa thì gặp nó hồi được 30% máu, cộng thêm hai cái điểm mà ánh sáng đèn nữa, cộng hai cái nó ngon nhất nha. Bây giờ thì cái phái mà màu xanh dương, cái gì màu xanh dương này nó dạng như mà một cái gui tương tự như mình vậy đó, thì nó cũng sẽ tham gia vào cái mê cung này do mình một số cái sự kiện đó luôn, có một cái mê cung mới cho mình luôn. Rồi game này rất là đáng chơi nha, tôi nãy giờ coi như là mới xong tutorial thôi, thực ra chưa có gì nhiều cả, tại vì đi lần đầu cái mê cung á thì nó mới đó, nó mới mở tới nhiêu đó à, không phải con game này tới nhiêu đó nha, mà do cái tiếng chơi của tôi nó mới tới bao nhiêu đó thôi. Bây giờ đi lại một lần nữa chọn một cái nhân vật khác á thì chúng ta sẽ có được hai cái quyển sách, hai quyển sách thì mới đi xuyên qua đó được. Rồi có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này, game rất là thú vị, rất là đáng chơi. Một con game làm trong bối cảnh tay ghi theo mà gameplay nó có chiều sâu hết á. Thẻ bài này cũng tương đối đơn giản dễ hiểu nhưng mà kết hợp khá nhiều thứ. Tôi khó chịu một cái á là mấy cái thông tin nó không cho mình biết chi tiết, mình phải buộc phải nâng lên rồi mới biết được. Ngoài ra yếu tố ghi anh ghi á, random nhân phẩm mai rủi á trong game này nó cũng tương đối là nhiều nữa. À quên, bây giờ ra giveaway cho anh em. Rồi, game này chơi tạm đây thôi. Ra giveaway cái tháng 9 lần trước tới giờ nè. Cái map đồ anh tem tôi sửa rồi. Thì đợt giveaway lần trước là đây, lần trước là nợ anh em cái này, định quay xong mà chưa có thì bây giờ tôi quay luôn. Giveaway xong thì tôi gửi phần thưởng cho anh em luôn. Danh sách thì đây, những người tham gia. Anh em có vẻ thích con viết ở đây lần quá ha, hầu hết là chọn game này luôn á trời, không có anh em nào thích con này á. Gokula nè, con này tôi chơi rồi, tôi cũng viết review rồi, chơi khá là nhiều nên chắc có lẽ là ít anh em thích game này á. Thực tế thì tôi cũng không thích con này đâu, con này nó lại chống thuốc khá là ngon, bây giờ như chưa có bản thuốc nữa hay gì vậy. Này á, bấm sao tôi quên mất tiểu chưa này, không không bãi nè, không không nhìn luôn boss. Cái danh sách lần trước là bao nhiêu người đó, danh sách lần trước hả? Ở đâu mà like 55, không lẽ nhiều người tham gia vậy? Đó 55 thiệt hả?
À đây 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 đây. Clear, nó phân. Cái này là 24 tháng 7, cái tháng 9 á. Tháng 9. 55 người đúng rồi nè nha. Rồi bấm đâu nữa vậy? Lâu quá không xài quên sạch cái này. Cái gì là được rồi đó. Rồi like thôi. Rồi ok. Chúng ta có hạng 1, 2, 3 là một phát ăn luôn nha. Trùng nhau thì những người đến sau thì đành chịu thôi. Phần thưởng là hên xui. 55 anh em. Đồng phết. Thanh niên Lê Duy Anh lại dẫn đầu. Lần trước cũng thanh niên Lê Duy Anh dẫn đầu xong bay ra khỏi map. Nó đi xuống cái phiểu này. Nó đi qua cái bộ lọc ở đây. Tụt nhanh xuống nào anh em ơi. Nobiku. Thượng Lê, Trấn Thành, Lê Duy Anh để lên top 1 nữa rồi. Nô Tinh, báo chiến 2007. Đi vô đây thì nó làm sao nữa ta? Anh em báo chiến rồi. Kìa vô rồi. Rồi làm sao mà xuống đây được? Xuống đây còn bắn vào bản rồi nữa. Kìa 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 kìa. Cơm gây đơ gì đi dẫn đầu nè bắn qua. Vô không, vô không, vô không. Ông Kinat. Ông chết à. Ngô còn nghe bay ra khỏi map rồi. Trời ơi. Còn 53 trên 55 anh em. Trọng võ đi luôn. Trọng võ bay ra khỏi map luôn. Còn ông Mã Đen với ông Căng Ga Gu nè. Kenta 9x vậy nè. Mã Đen dẫn đầu hả ta. Vô luôn trong đó mới tính nha. Anh Mã Đen này anh bứt phá kinh quá. Kenta 9x. Chúc mừng anh em Mã Đen giải nhất. Kenta 9x giải nhì. Be good là Kinat đây. Hai anh em này rồi tội nghiệp anh Kinat không? Be good đi lên rồi. Tới đó anh dừng lại thì trách nhân phẩm anh Đen thôi. Rồi thì chúng ta đã có thành tích là ba anh em. Mã Đen chụp hình lại. Mã Đen, Kenta và Be good lớp. Lần trước á, mấy cái phao này ở mức cuối nè nó còn chạy qua chạy lại nữa. Nên lọt vô tới cái bước này có khi là vẫn văng ra ngoài nữa nha. Nhưng mà lần này thì khác rồi. Trời ơi anh Quốc Huy đổ. Quốc Huy gớt. Rồi chúng ta đã có là kết quả. Nhưng sao bấm vô được cái nút này. Rồi chúc mừng anh em Mã Đen đã trúng cái giải nhất. Là con game Mã Đen Phi Island. Rồi ok. Phi Island. Anh em thứ nhì là Kang ta. Kang ta đây. Trúng giải nhì. Anh này anh chọn 3 giải là một con game thì không được nha. Tôi chia ra mỗi người người ta chọn theo thứ tự ưu tiên à. Thôi coi như là anh giải 3 trúng gì anh giải nhì còn lại. Anh giải 3 là Virus đó. Chữ viết sao đó. VGU5Z. Đây. Ưu tiên giải nhất ra này là con GoFood. Rồi, còn lại anh kia cuối cùng là cái anh gì đâu rồi? Kenta. Thì đành chịu con Gokula thôi. Đây, do anh chọn cả ba game ở trên phải ưu tiên người khác trước. Ưu tiên giải nhất thì anh em có lách trúng đầu tiên thì sẽ được ưu tiên cái giải nhất đầu tiên. Là cái giải anh em cái anh em con game anh em chọn ưu tiên đầu tiên á thì con khi là ba lần này thì chúc mừng anh em có lách đã trúng con này đầu tiên. Rồi cái anh em thứ hai chúng giải nhì á thì sẽ ưu tiên cái giải nhì luôn. Nếu như anh em này á, anh em Kanta này á chọn cái con game nào trong ba game này theo thứ tự trái và phải mà không trùng với anh em Codlash á thì sẽ lấy game đầu tiên. Nhưng mà anh em chọn cái ba con trùng rồi nên sẽ không được ưu tiên cái nào cả. Nên thành ra anh em thứ ba này chọn ba game như thế này là con Coco Bia này nó không trùng á nên anh em sẽ được lấy game này. Còn anh em cuối cùng thì đành lấy con Gokula thôi tại vì nó là cái phần quà còn lại luôn. Nếu ở đây á, đấy bấm lộn không rồi. Nếu đây mà anh em chọn con bờ gồ Kula hay là cái con Kokoavia lên cái giải đầu tiên, lên cái ưu tiên đầu tiên của anh em á thì anh em sẽ được con game này à. Nhưng mà sao anh em lại chọn được gì như thế này ta? Tôi nhớ người chọn cái option đó là theo thứ tự trái qua phải mà. Không có anh em giờ chọn cái gì hết được cũng hay thiệt. Thôi, chúc mừng anh em ba giải. Tôi từ từ sẽ trao cho. Con này thì tôi chưa có chơi. Deep gửi tới giờ chưa có luôn. Gồ Kula thì tôi đã có review rồi. Kogobia thì cũng có review luôn. Pokula thì nói thật tôi không đánh giá cao lắm.
con này thì cũng khá là hay, đồ họa nó pixel rất là đẹp nha. Cái góc nhìn này á, anh em có thể coi đẩy lên đẩy xuống góc xiên camera, có thể xiên ngang như thế này nè, góc này là khoảng 30 độ rồi, anh em có thể đẩy lên 45 độ nghiêng cái góc nhìn qua, rất là thú vị. Game này thì style nó cũng khá là đẹp, đồ họa nó cũng rất là độc đáo nữa. Nó mới ra mắt phiên bản 1.0 gần đây hay gì, dev gửi đồ cũng khá nhiều kia, chưa ra 1.0, nó ra early access vào cái khoảng tầm này năm ngoái thôi. Còn con gầu Kula thì thú thật á, là nó không hay cho lắm đâu. Đây, Dracula thức tỉnh sau 500 năm đi làm thêm nè. Tụi có cái video luôn. Cái này cũng ổn, không biết dev bây giờ họ đã fix nhiều chưa. Chứ hồi đó tôi vô là thấy mid-shit rồi đó. Nè, vẫn mid-shit thì 50% này. Là một hai cái đánh giá tiêu cực nó là rút màu đỏ luôn á. Cái này thì tôi cũng không ủng hộ cho mấy. Rồi, ok, bye bye anh em. Tôi sẽ gửi mail, anh em nhớ check mail nha. Mail thì tôi sẽ gửi theo mail này. Rồi, bye anh em.